tôi xin giới thiệu nội dung clip là vệ sinh xoong nồi trong khu vực bếp. Những vết cầu bẩn trên xoong nồi sẽ làm ảnh hưởng đến mùi vị và là một trong những nguyên nhân gây nên ngộ độc thực phẩm. Khi nấu ăn hàng ngày, xoong nồi của bạn không thể tránh khỏi những vết cáu bẩn ở trong thành xoong nồi cũng như ở ngoài thành và đáy xoong nồi. Ta cần làm sạch theo các bước sau. Bước 1. Chuẩn bị những dụng cụ làm sạch như giấm chua, dung dịch làm sạch, dụng cụ làm sạch. Bước 2. Ta làm sạch những vết cáu bẩn ở trong thành và đáy xoong nồi. Ta pha nước với giấm chua cho vào xoong nồi. Nồi đun sôi, những vết cáu bẩn sẽ bong ra làm sạch xoong nồi. Sau đó ta đổ nước ra và rửa lại xoong nồi bằng nước sạch. Bước 3, đối với những vết cáu bẩn ở ngoài thành và đáy xoong nồi bám chắc, ta pha nước ấm với dung dịch làm sạch rồi dùng búi quả sắt chà vào thành và đáy xoong nồi cho đến khi xoong nồi được sáng và sạch rồi. Ta dùng nước rửa lại cả bên trong lẫn bên ngoài thành đáy xoong nồi. Bước 4, sau khi vệ sinh xoong nồi, ta úp xuống cho khô, ráo nước hoặc ta dùng khăn mềm lau khô cả bên trong cũng như bên ngoài của xoong nồi, cất vào vị trí quy định để người sau sử dụng dễ dàng. Vừa giới thiệu với các bạn clip vệ sinh xoong nồi trong khu vực bếp. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.